Thưa quý vị và các bạn, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, một xã nằm sâu trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ, vừa đón nhận một món quà vô cùng ý nghĩa. Đó là công trình nhà ở cho học sinh do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quảng cáo TN&K tài trợ. Đến dự lễ khánh thành và chia vui với nhà trường có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau gần một tháng triển khai thi công với tổng số tiền 180 triệu đồng do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Công ty Thương mại Dịch vụ Quảng cáo TN&K tài trợ, công trình nhà ở cho học sinh đã hoàn thành đảm bảo chất lượng. Với 10 phòng ở khang trang ấm cúng cho 165 học sinh nội trú, công trình được đưa vào sử dụng là nguồn động viên khích lệ các thầy, cô giáo và các em học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Hữu Khuông dạy và học tốt hơn. Chúng cháu có được sự đoàn kết cao hơn và được ở gần nhau và hiểu được hoàn cảnh của nhau như thế, của mỗi người như thế nào, và chúng cháu cũng cảm nhận được sự ấm cúng khi sống trong ngôi nhà mới này. Rất là bất ngờ, xúc động nhận được cái món quà từ Đài Truyền thanh Phát thanh và Công ty Quảng cáo TN&K trao tặng cho em học sinh ở bản trú, vô cùng ý nghĩa và là động lực để giúp mà thầy và trò trong hoạt động dạy và học tốt hơn. Ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương thì rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, sự hảo tâm của các đơn vị và doanh nghiệp trong và ngoài nước để hỗ trợ đầu tư xây dựng những công trình thiết thực, góp phần làm vơi những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Chúng tôi thấy rằng là vừa rồi Đài Truyền hình tỉnh Nghệ An cùng với cái công ty quảng cáo NT&K đã hỗ trợ giúp cái trường bán trú Hữu Khuông làm cái trường bán trú cho các cháu, 163 cháu học sinh đi học, và là các cháu đi rất xa, đi bộ phải đến 2-3 tiếng đồng hồ. Có được ngôi nhà đó thì các cháu sẽ ổn định trong việc ăn học, tăng cái tỷ lệ chuyên cần và sẽ nâng cái chất lượng. Chúng tôi mong rằng là những cái cách làm như thế này sẽ được nhân rộng ở nhiều nơi, nó sẽ phù hợp với cái địa bàn của miền núi. Niềm vui hân hoan của người dân nơi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ khi đón nhận công trình nhà ở cho học sinh trước thềm năm mới Giáp Ngọ. Rồi đây, những công trình mới sẽ tiếp tục được mọc lên nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để tiếp tục nhân lên những tấm lòng và những nghĩa cử cao đẹp, ấm áp tình người luôn hướng về đồng bào các dân tộc thiểu số nơi miền Tây xứ Nghệ.